Đào tạo nghề phục vụ cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2023-2025, tỉnh Long An sẽ đào tạo nghề cho gần 6.200 lao động nông thôn làm nông nghiệp. Cụ thể, tỉnh sẽ đào tạo nghề nông nghiệp thường xuyên cho hơn 5.000 lao động nông thôn, đào tạo nghề trồng cây ăn quả dùng nguyên liệu trồng tháp 10 cho khoảng 500 người, đào tạo nghề cho dùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho hơn 500 người, đào tạo nghề giám đốc hợp tác xã nông nghiệp cho khoảng 100 người. Bên cạnh đó, tỉnh tập huấn đào tạo phục vụ dùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch nông nghiệp nông thôn OCOP cho 900 người. Nguồn kinh phí thực hiện các chỉ tiêu và hoạt động đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2023-2025 gần 6,8 tỷ đồng. Tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp các sở ngành và các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nông nghiệp cho lao động nông thôn.